Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Cuộc sống hàng ngày của gia đình hai bà cháu Chen. Hôm nay mình muốn gửi đến với tất cả mọi người bữa ăn đơn giản của quê hương gia đình nhà mình, đó là món ngao xào rau muống. Để xào món này, mình chuẩn bị ở đây là 1 kg ngao và một mớ rau muống, một củ tỏi và các gia vị thông thường nhà bếp: dầu ăn, mắm, dầu hào, nêm, tiêu, bột ngọt, muối và đường. Mình chuẩn bị ở đây là 1 cái xoong, cho vào đây một bát nước con và bây giờ mình sẽ đổ ngao vào đi luộc nhé. Bây giờ mình sẽ bắt bếp đi luộc ngao. Trong khi chờ đợi ngao sôi, mình sẽ đi pha chế cái nước sốt để chút nữa mình xào ngao nhé. Mình sẽ nêm vào đây 1 xìa cà phê nêm, 1/2 xìa cà phê muối, 1/3 xìa cà phê bột ngọt, 1/2 xìa cà phê đường, 1/2 xìa ăn phở nước mắm, 1 xìa ăn phở dầu hào. Rồi, tất cả mình để đây, chút nữa mình sẽ đi xào món ngao. Sau khi ngao mình luộc bắt đầu sôi, mình sẽ tắt bếp và đậy vung để trong vòng thêm 1 phút nữa để cho tất cả các cái miệng con ngao mở ra. Cái ngao của mình sẽ ngon và không bị ngót nhé. Bây giờ mình sẽ đổ ra đi nhặt hết cái ruột ngao này riêng ra này. Cái cách sơ chế ngao sao cho sạch thì mình cũng có một cái video hướng dẫn. Mình sẽ ngâm ngao trước trong vòng độ khoảng 4-5 tiếng. Mình pha một chút muối vào nước và mình cắt vào đây thêm một quả ớt nữa. Thì cái phần ngao của mình có cát, có các cái tạp chất gì thì sẽ sạch sẽ. Mình ăn sẽ không bị cát, thì giúp cho cái món ăn của chúng ta sẽ được thơm ngon hơn. Đây, 1 cân ngao mọi người này được có bao nhiêu ruột này. Bây giờ mình sẽ đi rửa qua với nước muối loãng nha. Trong video ngày hôm nay mình cũng chia sẻ một cái mẹo nhỏ cách xào rau muống không cần trần qua nước sôi mà rau vẫn giữ được xanh để cả ngày không bị thâm. Thì cách xào như thế nào thì mời mọi người cùng theo dõi tiếp video nhé. Mình chuẩn bị 1 cái chảo, bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào. Cho vào đây 1 xìa rưỡi ăn phở dầu ăn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi đập dập vào này, cho phần đập dập vào trước để phi thơm nó này. Lúc nãy mình luộc ngao mà mình cũng chắc được từng này nước. Bây giờ cái phần tỏi của mình đã thơm, mình sẽ cho một ít nước ngao vào đây. Rồi. Các cái hỗn hợp mà lúc nãy mình pha đây, bây giờ mình sẽ cho hết vào. Mình sẽ đun sôi tất cả các cái hỗn hợp này lên. Mục đích mình cho nước và cho gia vị vào đây đun sôi trước, rồi sau đó mình sẽ cho tiếp cái phần rau này vào xào. Thì cái phần rau của mình sẽ thấm ngấm vào với lại cái nước gia vị này, thì rau của mình sẽ xanh và không bị thâm, không cần phải trần nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người không thích ăn lá thì mình bỏ qua cái lá này, nhưng mà nhà mình thích ăn lá, mình để tất cả lá này. Bây giờ mình sẽ xào cái phần cuống trước. Nếu mà mình xào trực tiếp rau vào và xong rồi sau đó mình mới cho gia vị vào thì cái phần ở dưới này này thì là chín này, xong ở trên này mình cho gia vị mình đảo sẽ không bao giờ được đều, thì lúc đó thì cái rau của mình xào là sẽ bị chỗ thâm và chỗ không thâm. Thế cho nên mình xào cách này mình thấy cũng hay, cũng thấy hiệu quả, mình cũng chia sẻ gửi đến với mọi người.
một cái mẹo nho nhỏ của nhà bếp thôi. Sau khi cái phần nửa cuống của mình cũng đã hơi tái rồi, mình cho tiếp cái phần lá vào nhá. Phần lá này nhanh chín thì mình sẽ cho vào sau. Hôm nay quê mình nóng nắng oi bức lắm mọi người ạ. Sau khi mình cho hết cái phần lá vào và bây giờ cũng đã chín tái rồi, mình cho tiếp cái phần ruột ngao vào nhá. Mình lúc nãy mình cho cái nước luộc ngao vào và đun sôi với các hỗn hợp gia vị. Mình đun sôi trước như thế, mục đích của mình là thứ nhất là cho rau vừa xanh này, thứ hai nữa là cái nước ngao rất chi là thơm và ngọt. Mình đun như thế mình xào thì cái nước ngao sẽ thẩm thấu và ngấm vào với lại rau để giúp cho cái món ăn của ta nó thêm ngọt và thêm thơm đặc trưng của mùi ngao. Sau khi mình cho ngao vào đảo đều, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần tỏi thái lát vào nhá. Mình sẽ bớt lại một ít cái tỏi thái lát này cho vào sau thì giúp cho cái món ăn của chúng ta sẽ thơm và dậy mùi hơn. Khi mình ăn á, mình gắp được vào miếng tỏi thì rất chi là thơm. Rồi mình đảo đều, sau đó mình tắt bếp, xúc ra đĩa rắc lên một chút hạt tiêu. Mình cho nhiều nhiều tỏi một chút và mình cho những cái tỏi thái lát về sau này thì là giúp cho cái món ăn của ta sẽ thơm hơn, và cái rau muống xào tỏi rất chi là hợp với cái tỏi nên là cho tỏi vào sau sẽ ngon và thơm hơn. Bây giờ mình sẽ xúc ra đĩa và rắc lên đây một chút hạt tiêu nhé. Mình đã hoàn thành xong một đĩa rau muống xào ngao rất chi là thơm ngon. Bây giờ mình mời mọi người cùng nếm thử cái món hôm nay mình xào. Mình sẽ gắp thêm một miếng tỏi nữa. Mình mời mọi người. Đây là mọi người này, rau muống của mình rất chi là xanh, cũng vừa độ chín tới, ăn rất giòn rất thơm. Mình sẽ gắp vào đây một miếng tỏi này, ăn cả tỏi kèm vào cái mùi tỏi và quyện vào với lại rau muống cho ra một món ăn đặc trưng rất chi là thơm ngon, thơm thơm ngon ngon của mùi tỏi và mùi hạt tiêu, còn ngọt ngọt béo béo của mùi ngao kết hợp lên một món ăn rất chi là đơn giản rẻ tiền mà cũng hấp dẫn đưa cơm mọi người ạ. Món này mình có thể ăn với cơm hoặc là mình làm món nhậu cũng rất ngon đấy. Rau muống này mọi người này rất xanh. Một miếng tỏi nữa. Mấy cái liều lượng một mớ rau muống và một cân ngao. Mình nêm nếm gia vị như thế là rất vừa ăn, không phải nêm lại một lần nào nữa, rất hợp khẩu vị với gia đình nhà mình rồi. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình mến chúc tất cả mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Mình hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp nhé.